Cái thách thức đầu tiên mà tôi có thể kể đến ở đây, đa số doanh nghiệp hay gặp phải đó chính là đo lường và báo cáo các chỉ số ESG. Thách thức thứ hai, đó là sự kháng cự từ trong nội bộ của các doanh nghiệp. Và thách thức thứ ba, đó là sự phức tạp của các yêu cầu về pháp lý từ các quốc gia khác nhau. Đồng thời thì các bên liên quan cũng có kỳ vọng rất là cao vào quyền lợi của họ, thì họ cũng đang đặt lên trên khi mà thực hiện các chiến lược ESG này. Và cái nguy cơ greenwashing khi mà tất cả các doanh nghiệp đang phải chạy theo thị hiếu của thị trường. Greenwashing ở đây tôi có thể nói đó chính là cái động thái và tạo nên một cái hiệu ứng giả rằng cái sản phẩm này thân thiện với môi trường, trong khi thực tế khi mà sản xuất sản phẩm thì nó lại không đáp ứng được những cái tiêu chuẩn đúng như vậy. Để vượt qua những thách thức này thì các chiến lược ESG của công ty phải vô cùng cụ thể và rõ ràng, đồng thời là cũng phải phù hợp với lại giá trị cốt lõi và sứ mệnh của công ty đang hướng tới. Các mục tiêu và mục đích này cần phải có nội dung cụ thể, có thể định lượng và có thời gian xác định rõ ràng. Chúng ta có thể dùng công cụ SMART để mà hỗ trợ thực hiện các mục tiêu này. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải xác định được mức độ trọng yếu trong chiến lược ESG để mà có thể phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả nhất và tối ưu nhất. Trong phần thách thức thì tôi có nhắc đến là quyền lợi của các bên có liên quan. Ở phần này thì chúng ta cần phải xác định rõ các bên liên quan của chúng ta là ai. Ở đây có thể là khách hàng, cũng có thể là đối tác, là nhân viên, là cộng đồng. Từ đó mà chúng ta sẽ có cách tương tác với họ, ví dụ như là phỏng vấn, tạo câu hỏi, khảo sát hoặc là tạo hội thảo để hiểu được cái mong đợi, cái nhu cầu quan tâm của họ. Từ đó mà chúng ta có thể đáp ứng một cách tối ưu. Bên cạnh đó thì tôi cũng khuyên là các bạn nên duy trì tương tác, thông báo những chỉ số cũng như là tiến độ thực hiện ESG một cách minh bạch nhất có thể để tạo được sự lòng tin và sự tin cậy của họ.